Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sắp xếp đến với một điểm du lịch rất là linh thiêng, đó chính là núi Bà Đen. Thì núi Bà Đen cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 100 km, và sau 2 giờ di chuyển thì chúng đã có mặt tại chân núi Bà Đen. Chúng ta hãy cùng xem qua về cái dịch vụ tại cái khu vực núi Bà Đen này. Khu vực bãi đậu xe của núi Bà Đen thì rất là rộng nha. Nếu các bạn mà đi từ thành phố Hồ Chí Minh hay đi ở tỉnh nào đó đến thì chúng ta sẽ đậu xe tại vị trí nơi đây. Đây là bãi đậu xe rất là lớn ha. Và ngoài ra thì cũng có những cái đơn vị họ shopping, cà phê ở khu vực trên này. Đây, bãi đậu xe rất là lớn. Khi mà đến với lại núi Bà Đen thì chúng ta có thể dừng lại ở những cái quán như thế này. Thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, uống cà phê, uống trà, uống nước ha. Rất là nhiều cái. Và chúng ta hãy đến để chúng ta xem ở phía trước của trên núi Bà Đen. Trước khi đến những cái phòng vé thì chúng ta hãy xem một chút xíu. Núi Bà Đen thì là một ngọn núi nó tương đối cao, nó nằm ở ngay khu vực miền Đông Nam Bộ. Nó được xem là một ngọn núi cao nhất của miền Đông Nam Bộ ha. Thì nó cao khoảng gần 1000 mét so với mực nước biển. Và núi Bà Đen này thì nó có hệ thống cáp treo cũ và hệ thống cáp treo mới của tập đoàn Sun Group mới xây dựng xong được gần 2 năm trở lại đây. Thì hiện nay thì cũng đã thu hút rất là nhiều khách đến với lại núi Bà Đen này. Thì trong đầu năm 2022 thì núi Bà Đen đã được thu hút nhiều khách du lịch trong nước đến với lại núi Bà Đen này nhiều nhất, có gần 100.000 du khách đến với lại núi Bà Đen này. Thì để vào vị trí ở đây, để chúng ta thăm, khi mình đến ngay cổng rồi á, thì chúng ta sẽ có những dịch vụ để chúng ta vào chân núi. Thì chúng ta có thể đi, chúng ta mua vé ở đây, vé bán tại cái cổng vé này. Giá vé chút xíu chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì từ khi mà mua vé xong thì chúng ta sẽ đi bộ vào. Đi bộ vào thì chỗ này nó có hai hướng đi. Một là chúng ta có thể đi bộ khoảng 500 m, còn hai nữa là chúng ta có thể đi xe điện. Khi chúng ta sẽ phải mất khoảng 10-20 ngàn để cho nó đi xe điện. Và khi mà đi xe điện đó thì đến ngay khu vực chân cáp. Khi đến với chân cáp rồi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Đến chân cáp rồi đó thì chúng ta sẽ lên bằng hệ thống cáp treo trên núi. Ở đây có hai hệ thống cáp treo, một hệ thống cáp treo cũ và hệ thống cáp treo mới. Cáp treo mới là cáp treo của đoàn Sun Group ha, lên đỉnh núi. Nó có khu vui chơi giải trí giá ngoại và cái giá thì sẽ cao hơn cái hệ thống cáp treo cũ. Cho nên khi mà chúng ta lên hệ thống cáp treo mới của đoàn Sun Group thì nó sẽ lên hai hướng, một là hướng lên chùa và hướng thứ hai là hướng lên đỉnh núi. Và cái giá hiện nay thì chúng tôi mới biết được là cái giá cáp treo của núi thì nó tầm khoảng 270.000 đồng cho một người, tức là khoảng 300.000 đồng cho người khi chúng ta lên đỉnh núi của Sun Group, của tập đoàn Sun Group đang xây dựng khu vui chơi giải trí tại cái núi Bà Đen này. Và chúng ta hãy xem coi cái bảng giá đúng giống như tôi nói hay không. Ở đây thì có rất nhiều những du khách thì họ đang tìm hiểu ha. Đây mà gì nữa, giá vé được bán không rồi. Dạ vậy. Lên đỉnh trước đây. Vâng, thì vừa rồi thì mình đã nhìn thấy là nếu mà cáp treo các bạn lên đỉnh núi thì cái giá vé là khoảng 300.000 đồng, còn nếu chúng ta xuống bằng trẻ em á thì khoảng 200.000 đồng các bạn ha. Rồi đường xe vô anh. Ok. Rồi, một cái kinh nghiệm để chúng ta đến với núi Bà Đen này thì chúng ta có phải cốt chút kinh nghiệm một chút xíu. Thì thực sự là người dân ở đây rất là hiền và cũng rất là thương khác với những cái địa điểm du lịch khác. Chúng ta nhìn thấy một cái kinh nghiệm một chút xíu chúng ta đến đây thì chúng ta hãy liên hệ với lại bên đơn vị phòng vé trước nếu mà đoàn đông, hoặc là gửi cho công ty lữ hành họ có thể set up cho mình. Thì cái giá của lữ hành thì họ sẽ có những cái chiết khấu rẻ hơn cho tất cả các bạn. Alo, hello, anh Đoàn Khang.
Hello anh Hành. Thì ngày hôm nay thì những anh em lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh và mọi miền đất nước thì cũng đang có mặt tại núi Bà Đen này để khảo sát những cái dịch vụ là quan trọng để về tổ chức cho tour hay là tư vấn cho tour. Tất nhiên anh em rất là trẻ trung, tài năng của ngành du lịch Việt Nam có mặt tại mọi người. Rất là dễ thương. Hello, đang live stream. Hello, đó. Cảm ơn người. Bất kỳ người nào làm du lịch cũng là đẹp, dễ thương. Rồi, cảm ơn nha. Xíu xíu chúng ta sẽ lên cát, chúng ta sẽ nói tiếp ha.